ngày 17 tháng 6, Cơ quan An ninh Điều tra Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Hà Huy Dũng, sinh năm 1970, trưởng khoa điều trị bắt buộc thuộc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Theo cơ quan công an, ông Hà Huy Dũng bị điều tra về tội nhận hối lộ theo quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn các lệnh quyết định nêu trên, Cơ quan An ninh Điều tra đã tổ chức thi hành. Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an Hà Nội phát hiện khoa điều trị bắt buộc cho bệnh nhân bắt buộc chữa bệnh ra khỏi khu điều trị trái quy định. Khi biết công an phát hiện xác minh, các bác sĩ, cán bộ có liên quan đã làm giả hồ sơ bệnh nhân bắt buộc chữa bệnh, hành hung nhân viên y tế rồi bỏ trốn để hợp thức hồ sơ báo cáo các cơ quan chức năng. Điều tra bước đầu xác định ông Hà Huy Dũng là người có trách nhiệm điều trị, quản lý các bệnh nhân, là đối tượng bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh của các cơ quan tố tụng. Trong khi thực hiện nhiệm vụ, ông Dũng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhận tiền của gia đình và bệnh nhân bắt buộc chữa bệnh để làm trái các quy định về quản lý, chữa bệnh đối với các bệnh nhân bắt buộc chữa bệnh.